Ví dụ 1 của thầy yêu cầu viết các biểu thức đại số để biểu thị câu A, tổng của hai số xy cộng với tích của hai số đó. Các em tập trung nhé. Ví dụ 1 của thầy này, đó là gì? Là tổng của hai số xy cộng với tích của hai số đó, cộng với tích của hai số đó, được chưa? Nào, tổng là gì? Là x cộng y, đúng không nào? Đúng chưa nào? Sau cộng với tích của hai số đó là cộng với x nhân y, đúng không? Được chưa nào? Đó. Vậy các em mới thấy là quan trọng nhất là các em phải bám sát nội dung đề bài. Các em có chỉ cần đọc thừa, đọc thiếu hay đọc không kỹ là chắc chắn em sẽ đưa ra biểu thức sai. Đúng nào? Câu A nhá. Câu B của thầy như sau. Câu B của thầy là hiệu các bình phương của hai số xy. À, các em đọc đề bài rất cẩn thận, nhiều bạn đọc vội là nhầm. Ở đây có thể là hiệu các bình phương của hai số xy chứ không phải là bình phương các hiệu. Bình phương của hiệu, hiểu chưa? Đây chúng ta có hiệu. Hiệu các bình phương. Hiệu các bình phương